Alo, xin kính chào các bạn. Thì chúng ta lại được gặp nhau trong cái bài tiếp theo này. Chúng ta đã đi 11 bài. Đó là bài vừa rồi là bài cài Windows 10 toàn tập bằng USB cũng như là cái cách Active kích hoạt bản quyền cho nó. Đấy, thì mặc dù không được gặp trực tiếp nhưng mà qua những bình luận, comment của các bạn trong video mình cảm thấy rất vui và một lần nữa xin chân thành cảm ơn các bạn. Và mình cũng không nói nhiều nữa và bây giờ mình đi trực tiếp vào bài thứ 12 luôn. Vậy thì bài 12 là gì? Bài 12 là mình sẽ làm video hướng dẫn cài đặt và tối ưu, vừa cài đặt vừa tối ưu driver cho Windows 10 một cách chuẩn nhất từ A đến Z cũng như các cách, và mình cũng có những lời khuyên là nên dùng cách nào thì tốt hơn. Đấy, trên mạng thì cực kỳ nhiều cái cách để hướng dẫn các bạn rồi. Nhưng mình muốn làm video này để nó chi tiết cụ thể, cách làm thực tế trên từng dòng máy cho nó dễ làm nhất. Đấy, vậy thì cài đặt và tối ưu driver Win 10 thì chuẩn nhất thì như thế nào? Thì có thể nói là cái cài đặt driver ấy, tức là cái trình điều khiển ấy, cho máy tính. Sau khi cài Win xong là chúng ta không thể thiếu được rồi. Và nó sẽ quan trọng hơn nếu như các bạn sử dụng các phiên bản Windows 7 trở xuống. Bởi vì các bản Windows 7 trở xuống ấy, thì nó không hỗ trợ cái update driver được đầy đủ. Đấy, rất là khó update. Đấy. Mà nếu mà thiếu driver ấy, thì máy tính sẽ có khi này không nghe được nhạc, cũng không xem được hình. Đấy. Mà cũng chẳng vào được mạng. Đấy, tùy cái thiếu driver nào. Đấy, hoặc là Bluetooth không có, và hoặc là cái độ phân giải màn hình ấy, lúc cái to lúc cái nhỏ và cái chữ nó to nhỏ nó kiểu đấy đấy. Thì kể từ cái bản Windows 8 8.1 rồi, đặc biệt là Windows 10 thì Microsoft đã tích hợp cái driver vào bộ cài rồi. Đấy, tức là cài bằng cách update đấy. Và đặc biệt thì đối với Windows 10 ấy, thì các bạn sẽ khi cài Win sẽ không cần phải cài đặt thêm bất cứ cái driver nào cả, mà vẫn cũng gọi là rất đầy đủ. Tuy nhiên thì chắc chắn là các bạn đã gặp rồi đúng không? Có một cái số trường hợp ấy mà sau khi cài Win, nhiều Win nhưng không phải Win 10, mà thậm chí là có cài driver rồi ấy, mà vẫn bị thiếu, cứ nó cứ dấu chấm than vào vàn miết. Đấy, và chính vì thế cho nên là mình làm cái video này hướng dẫn một cách cực kỳ chi tiết từng bước và thực hành đầy đủ cho các bạn cái cách cài đặt driver tối ưu nhất trên Windows 10. Đấy, để mục đích là cái máy của bạn ấy là hoạt động tốt nhất, phát huy được tối đa cái hiệu suất của máy tính. Rồi. Vậy thì nội dung video này mình có các phần như sau. Một là chúng ta cần phải biết là máy mình có thiếu driver hay không. Cái này thì nhiều người biết cái rồi nhưng mà mình vẫn nói lại. Hai, cập nhật và cài đặt driver Windows 10. Đấy, bằng cách update Windows. Ba là tiến hành tải driver từ trang chủ của tất cả các dòng máy tính chính hãng hiện nay. Và mình cũng nói luôn đấy, cái cách tốt nhất là các bạn dùng cách 3. 4 thì chúng ta cài thủ công theo cách mà thiếu cái nào thì ta cài được cái đấy. Đó. 5 là dùng cái phần mềm thứ ba. Đấy, hiện nay rất nhiều phần mềm cập nhật này, tải này và update driver trên mạng. Đấy, driver Porter Pro này, driver EC Pro này. Đó. Và 6 là dùng cái bộ cài offline. Trong đó thì nổi tiếng nhất ấy, là ba cái bộ driver pack solution, Airy driver pack, on driver là tốt nhất và đầy đủ nhất và mới nhất hiện nay. Và cái phần thứ sáu này thì những người mà đi cài máy tính ấy, thường dùng, bởi vì không ai mà ngồi chờ nó update driver cho máy tính được, cho nên là họ cứ dùng cái bản offline này để đi cài cho toàn bộ máy. Đó, bởi vì nó tích hợp trong đấy hết rồi. Đó, tất nhiên là một số máy thì nó dù cài cái này nó cũng không không đầy đủ. Đấy, cho nên là lại phải kết hợp với cách 3
hoặc cách 2 đó. Ok, vậy thì ta đi phần 1 kiểm tra. Thì cách kiểm tra là dùng My Computer đối với Win 7 đấy, hoặc là PC, hoặc là Windows X, hoặc là Windows R. Nếu mà Windows R ấy chạy run ấy thì các bạn nhập cái lệnh mình viết trên này và bấm phím Enter và mình thực hiện như sau. Bây giờ chúng ta chuột phải vào Magana. Rồi, ok. Đây là cách thứ nhất nhé. Rồi, nó hiện ra một cái sổ cửa sổ như này. Các bạn vào DaVinci Manager. Đó, thì nó đây, nhìn cái chỗ thằng vàng này, đó. Đó chính là driver còn thiếu đấy. Ok. Rồi, ta sang cách kiểm tra thứ hai. Ta ấn Windows X, đó, nó hiện ra cái bảng. Ta cũng vào DaVinci Manager. Và nó cũng sẽ hiện ra cái bảng giống y hệt như thế thôi. Đây, rồi. Đó, rồi không có gì cả, đúng không? Và cách thứ ba là chúng ta tiến hành bằng dòng lệnh. Cái dòng lệnh này bạn nào nhớ được ấy thì là nó sẽ thực hiện nhanh nhất và trực tiếp luôn. Đó, nó cũng ra cái bảng như thế thôi. Hai là sử dụng có lệnh CMD, xong đánh cái lệnh driver query vào và nhấn enter thì nó sẽ hiện ra một cái bảng toàn bộ driver của máy. Nhưng mà cái cách này ấy, thì các bạn sẽ khó nhận biết cái driver cũng như chức năng của từng driver, rất là khó nhận biết, nên là các bạn cũng không nên dùng cách này. Cách này chỉ dùng cho những kỹ thuật viên. Thường thì những người như mình ấy thì tiện cách nào thì chiến cách đấy thôi, chứ không chọn cách này cái kia, cứ thích cách nào dùng cái đấy thôi. Thế thôi, vào CMD nó hiện lên cửa sổ đấy, xong ta đánh lệnh vào thôi thì nó sẽ chảy ra một loạt driver đấy, rất nhiều, cực kỳ nhiều, đúng không? Đấy, hết toàn bộ cái driver hiển của máy đó. Tuy nhiên cái cách này thì chúng ta không nên làm, bởi vì hiển rất nhiều nhưng mà để đọc được nó thì không phải ai cũng đọc được, mà các bạn bị rối, nó rất khó, mặc dù nó rất chi tiết, có ngày tháng cập nhật, rồi là có phiên bản các thứ đầy đủ. Nhưng mà chúng ta sẽ không dùng cách này, chúng ta dùng cả cách trên là đủ rồi. Rồi, ok, cái này chỉ dùng cho kỹ thuật viên thôi. Đến phần 2 là chúng ta sẽ update Windows để cài đặt driver còn thiếu. Cái này thì chúng ta sẽ tiến hành update như sau. Chúng ta vào setting. Setting thì cũng có nhiều cách vào setting. Đó, chúng ta vào bình thường như này. Đấy. Rồi, chúng ta gọi chọn đến update, ấn Safari. Đó, đây là cái bảng update hiện ra. Ta ấn vào Windows Update. Đấy, thì bình thường ấy, Windows 10 nó sẽ thường xuyên update nếu các bạn đột mạng. Đây, vào cái ô Windows Update này. Thì nó update Windows là đồng thời nó sẽ update luôn driver cho chúng ta. Và driver được update là mới nhất. Đây, cái mục update history này có 4 cái driver đã được cập nhật này. Đây, Sakari Insight. Đấy, tức là đã cài đặt thành công đấy. Đó, 1 2 3 4. Rồi, có 4 driver đã cài đặt thành công. Cái cách này chỉ đơn giản như thế thôi. Tức là update Windows đồng nghĩa với việc update cả driver luôn. Ok, phần 3 là tải driver chuẩn từ trang chủ. Phần này rất quan trọng mà mình khuyên các bạn hãy dùng phần này. Để cài đặt driver cho laptop bất kỳ ấy, thì trước tiên là các bạn cần phải xem mã này, hoặc là ký hiệu dòng laptop, là tên laptop này. Thì sau đó nhập vào trang cài đặt driver từ trang chủ của nhà sản xuất. Cái này đảm bảo 100% chính hãng này, mà tải nhanh, bởi vì là nó chỉ có cái driver của cái laptop đấy thôi, của cái model đấy thôi, cho nên là tải nhanh mà cài chính xác và đảm bảo nhất. Thường thì các dòng máy thì nó đều có đĩa kèm theo, tuy nhiên thì có khi là đĩa nó hỏng, hoặc là nó bản làm mất, hoặc là cài đĩa thì nó bị lỗi, hoặc là riêng máy Dell ấy thì lúc mua sẽ không có đĩa. Thì muốn biết được cái tên và mã seri máy ấy, thì các bạn sẽ tiến hành kiểm tra như sau. Kiểm tra tên và mã thì các bạn ấn Windows và phím R, nhấn CMD và nhấn Enter trong cái cửa sổ Command hiện ra đấy. Thì các bạn nhập cái lệnh như trên màn hình này. Những lệnh này mình sẽ gửi cho nếu các bạn nào cần. Nếu mà các bạn không thực hiện được cái chế độ với Windows cộng R CMD ấy, thì các bạn chạy dưới cái quyền quản trị của nó.
Này thì dễ rồi, mình hướng dẫn bài trước rồi. Về kiểm tra series, đấy, các bạn làm như bước kiểm tra tên mã nhưng mà đánh cái lệnh khác thôi. Đấy, đánh cái lệnh v dup mix bios get series number là nó sẽ ra cái series của cái máy tính đó. Ok, chúng ta kiểm tra tên máy bằng lệnh cmd. Đó, là này, chúng ta cứ copy paste vào thôi. Những cái lệnh này các bạn nào cần thì mình gửi hết cho. Và các bạn có thể đánh theo. Đó, đây tên máy này. Nó rất rõ ràng đúng không? Mình là Compact này, C700 này. Đây, đây là chính là tên máy đây. Rồi, xong phần tên máy thì các bạn để nguyên. Xong ta sẽ đánh cái dòng lệnh. Đây, mình copy tiếp cái dòng lệnh này vào. Bây giờ mình copy cái dòng lệnh này vào. Paste vào thôi. Đó, Enter. Đấy, chúng ta nhìn rõ. Đây, tên và series đầy đủ. Và chúng ta ghi cái series của máy và cái tên và cái mã máy ra để chúng ta tiện trong việc cập nhật driver và làm các việc khác. Rồi, ok. Tiếp theo là chúng ta sẽ tiến hành cài đặt driver chuẩn cho laptop HP. Đấy, từng dòng một, bây giờ là HP với là HP Support Astad tại đây. Đấy, với công cụ này, tức là trợ giúp ấy, công cụ này riêng của hãng laptop HP, các bạn tải về xong cài đặt, hoặc là các bạn có thể tải cái phần mềm hỗ trợ tại đây, thì mình cũng demo luôn như sau. Chúng ta mở trình duyệt lên để tiến hành tải driver cho HP. Đây rồi, đây rồi, đã ra. Và chúng ta đánh đúng cái tên máy lúc nãy ấy, vào cái mục này. Máy mình lúc nãy là C700 đúng không? Mình đánh vào đây. Đó. Và tự động nó sẽ tìm kiếm cho mình đúng cái tên máy đấy. Đó, ok, rồi tên máy này. Xong đó các bạn ấn vào phim tìm kiếm đấy. Rất là dễ đúng không? Đây, cái máy của mình đây. Máy này cũ lắm rồi, mình mua cả mười mấy năm nay rồi. Đó. Phần tiếp theo chúng ta chọn vào Windows đó và chọn vào cái version phiên bản đấy. Bởi vì là cái máy này mình mua lâu rồi cho nên là nó không hỗ trợ Win 10, Win 8, Win 7 cho nên là nó chỉ có Vista là tối đa thôi. Đấy, driver đấy, cho nên là nó chỉ hiển như này thôi. Đấy, ví dụ như mình chọn vào một cái nào đấy. Đấy, Win Vista 64 đi. Đó, nếu mà nó hỗ trợ Win 10 ấy, của đúng của hãng sản xuất ấy, thì nó sẽ hiện ra đây. Máy các bạn có hình cáo thì nó sẽ hiện ra đây. Rồi, ok. Và ấn vào Chan. Đây, đây là toàn bộ driver. Đấy. Thích hợp nhất đối với máy C700 trên hệ điều hành Windows Vista. Đấy, Windows 10 cũng thế thôi, cũng tương tự thế thôi, không có gì khác cả. Đấy, các bạn chỉ cần ấn vào download và về cài đặt thôi. Rất dễ. Đấy. Đây, đầy đủ các driver chuẩn nhất cho máy. Các bạn nên dùng cách này để cài đặt là nó thích hợp và tối ưu cho máy nhất. Đấy. Mà nếu mà cách này không được thì mới dùng cách khác. Nhưng mà yếu điểm là nó phải có mạng. Đấy, mạng nó phải kết nối và các bạn cứ tải về cài đặt từng bước một thôi, cứ nách 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 thôi. Về ok thôi, dễ lắm. Rồi nhá, phần này là xong. Về việc tải về thì các bạn tự tải. Và cài đặt thì các bạn cứ cài đặt bình thường thôi, rất dễ. Chứ không có gì khó khăn cả. Rồi xong. Với HP ấy, thì có cách thứ hai nữa, đó là các bạn download cái công cụ này về. Đó, ấn vào download thôi. Đấy, thì nó sẽ download về và mình tiến hành cài đặt. Và nó sẽ tự động tìm được driver cho một chính cái máy mà các bạn đang dùng ấy. Nhưng với điều kiện là các bạn đang dùng cái máy đấy thì nó mới tìm được. Còn không thì nếu mà cái này của HP mà các bạn đang dùng Lenovo hoặc Dell hoặc Acer hoặc Sony hoặc Wired các thứ thì nó không tìm được. Đấy, các bạn lưu ý chỗ đấy. Đấy, nên là các bạn phải để ý. Đấy, đã download về. Đã download về đây và các bạn cứ tiến hành cài đặt bình thường thôi. Thank you.
Về đối với laptop Lenovo ThinkPad ấy, thì chúng ta tải tại đây. Nhớ là cái này là chỉ dùng cho Lenovo ThinkPad nhé. Các bạn vào cái đường link này đó và thực hiện theo hướng dẫn. Và mình làm như sau. Rồi, bây giờ mình thực hành với phần là Lenovo ThinkPad nhé. Lenovo ThinkPad này. Rồi, mình copy cái đường link này. Rất nhanh thôi. Mình nói đi nói lại là các bạn nên dùng cách này. Đấy, dán vào truy cập này. Rồi, và làm cho nó chính hãng và nó chuẩn. Trình điều khiển và phần mềm, bởi vì mình đang tìm kiếm cái trình điều khiển và phần mềm mà. Rồi, bây giờ các bạn nhập cái series hoặc cái tên mã sản phẩm ở đây. Đây cũng là một cách để các bạn kiểm tra cái chính hãng hay không. Đó, và cũng là một cách để các bạn kiểm tra trước khi test máy để mua đấy. Chứ nhiều máy là nó không chính hãng đâu, họ thay main hoặc thay chip, phải thay lung tung thì nó không chuẩn. Đấy, nên là cái phần mà tư vấn mua máy thì mình sẽ làm ở cái phần 2. Đây là phần 1 đang series chinh phục Windows, còn series thứ hai là sẽ tư vấn các bạn mua các loại máy làm sao chuẩn nhất, chính hãng mà lại giá cả phải chăng và phù hợp với công việc của các bạn. Đấy, ví dụ như G này, 4 này, 7 này, 10. Đấy, vào đây thì nó rõ ràng. Đấy, máy của mình là 20078. Rồi, rồi, hệ điều hành. Đấy, ví dụ mình đang dùng là Win 764 bit này. Rồi, ok. Và mình cũng nói luôn là các bạn sẽ vào cái trang chủ của nó ấy, các bạn sẽ tìm được cái hệ điều hành tốt nhất cho cái máy mà các bạn dùng. Đấy, tất nhiên là các bạn có thể cài Win 10, 32 hoặc 64 bit, nhưng mà tốt nhất của cái dòng máy hiện đang dùng thì trong cái trang chủ nó cũng tư vấn luôn cho bạn, bởi vì nó sản xuất ra thì nó sẽ biết được nên dùng cái hệ điều hành nào là tốt nhất. Tuy nhiên thì các bạn vẫn có thể sử dụng phiên bản thấp hơn hoặc cao hơn. Đó, ok. Riêng cái máy này là từ XP đến Win 764 bit là dùng rất chuẩn. Đó. Rồi. Bây giờ là chúng ta tiếp tục xuống phần dưới hệ điều hành. Chọn Windows 64 bit, các thành phần. Đây. Toàn bộ cái trình điều khiển đây. Âm thanh rồi BIOS này. Riêng cái phần BIOS ấy là chuẩn cũ và UEFI là chuẩn mới. Các bạn chọn cái này ấy thì cứ chọn bình thường thôi, cứ tải về bình thường. Nhưng mà để cài đặt và cập nhật cái BIOS ấy thì các bạn phải cẩn thận. Cái cập nhật BIOS thì mình cũng làm cái bài riêng, bởi vì cái này nó khó hơn và nó yêu cầu những cái kỹ thuật cao hơn. Bởi cập nhật BIOS lên phiên bản mới ấy, không cẩn thận là máy là thành cục gạch. Đấy, cho nên là các bạn có thể bỏ chọn cái này đi. Đấy, xong rồi chọn tất cả các trình điều khiển. Đó. Hoặc là thích cái nào thì chọn cái đấy, tùy. Thiếu cái nào chọn cái đấy, hoặc là chọn cái nào thì tùy các bạn. Đấy, ví dụ mình chọn một số cái thế. Rồi. Đấy, xong các bạn có thể là vào này. Danh sách tải xuống này. Đây. Nó rất là rõ đây. Ban cao này. Đây là những cái mình chọn. Rồi đây. Đấy. Mình sẽ demo các bạn một cái chỗ Bluetooth đi. Chuẩn đoán máy ảnh này, Bluetooth modem rồi, đây rồi. Đây. Đây, tất cả đây. Cứ thứ chọn rồi ấy thì nó sẽ hỗ trợ hiện hết ở đây. Đấy, tổng kích thước 190m này, đây rất nhẹ đúng không? Các bạn đã tải, nếu mà tải cái bổ OneDrive hoặc là so pack driver thì nó sẽ tổng hợp toàn bộ, nhưng mà mình chọn đúng một máy ấy thì nó chỉ cần như này thôi. Bluetooth ấn màu đen này, rồi này, này các bạn muốn tải về ấy, thì ấn vào đây. Đấy, ok. Rồi, với Lenovo khác ngoài ThinkPad ra thì tất cả các loại Lenovo khác thì chúng ta tiến hành tải đây. Và mình cũng làm như sau. Hoặc là ThinkPad thì các bạn vào đây cũng được. Đấy, copy thôi. Copy và dán lên và truy cập thôi. Đó, ok. Dòng mình hôm nay có đỡ hơn không các bạn? Rồi. À, xin lỗi các bạn, mình trả lời tin nhắn của bạn gì đây? Bạn Nguyễn Văn Mảnh à? Rồi, mình trả lời 30 giây nhé. Trả lời bạn Mảnh cái không? Bạn chờ. Rồi, mình tiếp tục. Đấy, vào cái trang này. Tất cả sản phẩm này. Đấy. Vào đây, tốt nhất là các bạn đánh cái tên máy. Này, series máy.
Đấy, mã máy vào đây thì ta ấn tìm kiếm và nó sẽ tìm kiếm cho ta đúng cái máy của ta đó. Thì chính cái này thì cũng nói rồi, nó có thể kiểm tra hàng chính hãng hoặc không, sẽ đi máy đấy. Máy của mình là G này, 4 này, 7 này, 10 này, đây rồi, 20078 này. Đấy, tìm kiếm rồi. Đấy, nó ra đây. Ok, giống này chưa, hệ điều hành này, 7/64 bit này. Rồi, driver và software này, trình điều khiển đấy. Chọn lại hệ điều hành này. Đấy, chọn các cái cần này. Đấy, ví dụ như mình, các bạn chọn cả cũng được, chọn cái nào mình thiếu Bluetooth này, modem đấy, thì mình chọn vào Bluetooth thôi. Rồi, chi tiết này. Đấy, xong các bạn muốn tải về thì ấn vào đây. Đó, đây Bluetooth đây, 58,8 MHz và ấn tải xuống. Và mình chỉ các bạn luôn cách cài đặt để mua một cái thôi. Các cách khác thì giống y hệt thôi. Cứ next ok thôi. Bây giờ mình sẽ cài đặt cái tải về cái Bluetooth và cài đặt demo cho các bạn. Download ở lên. Đây, cái Bluetooth mình cài về tải về chính của cái máy G470 của mình đây. Là đương nhiên nó tương thích rồi. Run. Đấy, do mình đã tải cài trước rồi. Đấy, thì nó hiện ra cái bảng này. Hoặc là bản cũ thì mình Z OK to access insert. Đấy, sửa lỗi cái Bluetooth trước này. Nếu các bạn chưa cài thì nó vào cái giao diện này luôn. Đấy, nó đang tiến hành cài đây. Rất dễ đúng không? Khi cài gần xong thì nó hỏi các bạn là có khởi động lại máy để mà nhận cái trình điều khiển không, thì các bạn ấn Z là khởi động lại máy thôi. Rồi ok. Rồi bây giờ chúng ta kiểm tra xem đã cài đủ được driver chưa. Đây các bạn thấy toàn bộ driver của mình lúc nãy thì thiếu, giờ đủ hết rồi đúng không? Đó. Đấy, Bluetooth này, mình mới cài này. Đó, ok. Rồi, xong cái phần Lenovo. Rồi đối với Acer này, Asus, Samsung này, AMD này, Sony này cũng tương tự như thế thôi. Và các bạn không biết tiếng Anh thì chuyển tiếng Việt cho dễ dùng. Đó, ok. Nó cũng khác giao diện một tí thôi. Đấy, nhưng mà nó cũng như thế. Đấy, cũng đầu tiên là chọn tên của sản phẩm của bạn này. Xong chọn trình điều khiển driver này. Đấy, và tải về và cài đặt giống như thế. Ok. Riêng cái máy Dell ấy thì nó phức tạp hơn. Vừa là lúc mua không có đĩa, này vừa là vào cái trang của nó phức tạp hơn tí, nhưng mà cũng dễ thôi, xem xong thì cũng dễ thôi, không có gì cả. Thì với Dell ấy thì chúng ta cần cái một cái mã, đó là saving status. Đấy, cái mã này nếu mà các bạn nào biết ấy, thì rất là quan trọng. Khát nước quá, mình uống mình nước nhé. Mã này nó có thể cung cấp cái thông tin bảo hành của máy hoặc là máy chính hãng hay không. Đấy, các bạn lật dưới máy lên thì nó có ngay cái chỗ dưới máy mà chỗ cái series ấy, nó có cái dòng đó, đây này. Seven Tac này, F34G9 này. Đó, đây là 5 số, còn có cái khác cái 6 số, cái 7 số. Cả số và chữ. Thường thì nửa chữ nửa số hoặc là như nào đấy. Máy Dell thì máy nào cũng có. Đấy, máy khác thì không có. Đó, các bạn lấy cái mã này, nhớ cái mã này và ghi ra. Rồi tí nữa chúng ta vào cái trang chủ của Dell để chúng ta tìm được driver chuẩn cho nó. Đấy, hoặc là các bạn cách 2 thì chúng ta khởi động lại máy vào BIOS thôi. Cái trang đầu tiên dòng thứ 1, 2, 3. Đấy, dòng thứ 4 đấy. Thì cũng có cái Seven Tac này. Đó, các bạn ghi ra. Và bây giờ mình sẽ demo như sau. Rồi mình sang cái máy Dell. Rồi máy Dell thì nó hơi khác tí là các bạn phải có cái Seven Tac này. Đấy, 567 chữ số đấy. Đấy, rồi thì copy and paste dán vào truy cập. Rồi, đây là giao diện của máy Dell đây. Enter này. Seven Tac này. Đấy, ok. Hoặc các bạn có thể ấn vào cái dòng này để mà tự động phát hiện sản phẩm. Nếu như bạn đang truy cập cái trang web này trên cái máy của các bạn thì nó sẽ ấn vào đây, nó sẽ tự động tìm kiếm được. Đấy, các bạn ấn vào đây cái Seven Tac mà các bạn đã tìm thấy ấy.
Đó, ok. À, các bạn có thể vào dòng laptop này. Đấy, thì đây là tên và các dòng laptop. Ví dụ như mình vào dòng Inspiron này. Rồi, đây. Mình để mua một cái nhá. Inspiron này, 10Z 1120. Đây, DaVinci và Dassault này. Đấy. Rồi, các bạn chuyển ngôn ngữ tiếng Việt đi. Rồi, đã được dịch. Trình điều khiển và tải xuống này. Rồi, phát hiện trình điều khiển này. Đấy, đây là phát hiện tự động đấy. Thì nó sẽ trải qua một số bước. Rồi, các bạn sẽ làm đúng 4 cái bước này. Một là chấp nhận thỏa thuận cấp phép này. Hai này, tải về và cài đặt này. Ba này, chạy phát hiện hệ thống của Dell này. Đấy, nếu các bạn vào đây ấy, thì nó sẽ tự động phát hiện và tìm bật cập nhật trình điều khiển này, driver đấy, và các bạn sẽ cài đặt được đúng cái driver của các bạn. Đấy, tôi đã đọc và đồng ý này. Tiếp tục thì nó sẽ chuyển sang bước thứ hai. Đấy, tải về và cài đặt đây. Đấy, các bạn mở thư mục lên. Đây, nó chính là đây. Đây, đã tải về rồi đúng không? Các bạn ấn vào và mở nó ra. Đấy, chúng ta đang ở bước thứ hai này, tải về và cài đặt này. Vui lòng chờ trong khi chúng tôi quét để cập nhật trình điều khiển có thể mất vài phút. Đây, giờ đến bước thứ ba rồi. Đó. Cái dòng này quan trọng này. Cảnh báo này, không tìm thấy trình điều khiển, hãy thử lại sau hoặc sử dụng tab pin, cái tab mà lúc nãy đấy để tìm drive bằng Vinci tab hoặc xem danh sách trình điều khiển có sẵn cho sản phẩm của bạn. Đó, đấy chưa? Bởi vì mình đang dùng cái trang này của Dell trên máy Lenovo cho nên là nó không thể phát hiện được. Đó, thấy chưa? Rồi. Các bạn dùng cái trang này trên chính cái máy Dell của các bạn nó để tìm thấy và tự động cài đặt cho các bạn luôn. Rồi, ok. Ngoài ra, các bạn muốn tìm chính xác hơn thì có thể ấn vào đây. Driver vào đây. Đấy. Rồi, các trình điều khiển đây. Ứng dụng âm thanh BIOS chipset trình điều khiển hệ thống này, đấy, modem truyền thông, chuột bàn phím, thiết bị đầu vào này, mảng chưa dẫn điện lung tung, nhiều lắm. Đấy. Đấy, mình tìm sơ sơ này. Đó, là đây. Nó sẽ tìm cái chuột bàn phím đây và các bạn ấn vào tải về thì các bạn tải và cài bình thường hoặc là các bạn tìm cái trình điều khiển tự động lúc nãy ấy, mà mình giới thiệu ấy. Rồi ok, xong cái phần là đeo rất dễ và cài đặt cũng như lúc nãy mình cài thôi, rất dễ. Ok. Riêng cái dòng đeo ấy thì nó lại có cái khi mà các bạn tải về xong ấy thì các bạn cần phải chú ý này. Đấy, là phải các bạn phải cài lần lượt các driver, không được cài lẫn lộn, không thể cài 1 đến 3 hoặc là 1 đến 10 được. Bạn phải cài theo lần lượt để tránh bị lỗi, còn nếu không là các bạn cài đi cài lại mãi. Nhiều người bị mắc cái lỗi này đây. Đấy, cho nên là phải cài từ 1 2 3 4 5 vân vân. Theo cái thứ tự mà mình đã nêu trên bảng đây. Đó, thì các bạn sẽ thành công. Còn nếu các bạn mà cứ cài 12 xong rồi lại cài đến 1 rồi cài đến 2 khó. Nó bị lỗi ngay. Ok, cái dòng Dell này nó phức tạp thế đấy. Vừa rồi là mình hướng dẫn cái tải driver chuẩn từ trang chủ về đối với máy laptop. Còn đối với máy tính bàn thì sao? Đấy, máy tính bàn thì chúng ta cần có biết cái tên của main ấy, mà muốn biết tên ấy thì các bạn có thể mở thùng ra và xem hoặc là tải và cài đặt cái phần mềm, nhiều phần mềm lắm. Nhưng mà thường dùng và dễ và miễn phí, nhanh, nhẹ thì các bạn dùng CPU-Z là chuẩn nhất. Đấy, xong rồi đánh từ với cú pháp là tải này hay hoặc download driver cộng với cái tên của main ấy, H6, H12 hay là bao nhiêu đấy của hãng nào ấy, xong là vào đúng cái trang chủ của nó và tải từng cái về, xong chúng ta tiến hành cài đặt. Cũng như thế thôi, rất đơn giản. Đó. Đấy là với máy tính bàn. Vậy thì cách thứ tư là cài đặt driver bằng cách thủ công là như nào? Đấy, và bây giờ mình làm luôn như sau.
Ta đi tiếp thứ năm là sử dụng phần mềm của bên thứ ba, tức là chúng ta dùng một cái phần mềm quét driver ấy. Đấy thì có nhiều, cực kỳ nhiều phần mềm để quét driver. Đấy, trong đó thì có driver Porter Pro hoặc là phần mềm driver SC Pro. Mình viết thêm cái chữ Pro ấy, bởi vì miễn phí các bạn cũng dùng được thôi, nhưng mà nó sẽ rất hạn chế. Mà bây giờ Pro nó cũng dễ mà. Các bạn chỉ cần tải driver Porter Pro full crack chẳng hạn, hoặc là full cây, hoặc là activer gì đấy, có cây luôn, cho nên các bạn rất dễ dùng. Và cái này thì nó vừa có giao diện tiếng Việt lại vừa có giao diện tiếng Anh, rất là dễ dùng, các bạn là tải về đấy và quét thôi. Đấy, đây là sử dụng phần mềm bên thứ ba đó. Video cũng khá dài rồi các bạn nhỉ, nhưng mà mình cũng sẽ cố và đi nốt phần thứ sáu cũng rất là quan trọng. Cho nên là mình dù hơi mệt nhưng mà mình cố gắng đi hết phần thứ sáu cho nó trọn vẹn, gửi đến các bạn cái bổ cài apply đấy, tức là không cần mạng đấy, thì các bạn cứ dùng cái này cài thôi. Đó là gì? Đó là có hai cái bổ driver tốt nhất và đầy đủ nhất hiện nay, và cái dân mà đi cài win rảo và cài win siêu thị ấy, hay dùng, đó là driver pack solution và SC driver pack. SC driver pack ấy, thì chính là on driver đó. Thì mình cung cấp hai cái link này luôn. Đó, SC Driver Pack Windows 10 này mới nhất này. Đó, các bạn muốn Windows XP, Windows 7, Windows 8 các thứ thì các bạn tải chỗ khác. Còn đây là Windows 10, cả 32 bit và 64 bit luôn. Đó, và Driver Pack Solution cho mọi Windows. Đây, cái này thì nhiều này. Và đây là cái phiên bản 17, phiên bản 2017 mới nhất. Và cái driver pack solution ấy cho mọi Windows thì nó có hai chức năng. Một là nó có thể được tìm kiếm online còn thiếu, hai là nó cũng là cái bộ apply dùng cho các bạn nào không có mạng. Khi mà cái bộ apply ấy, nó tìm không hết thì nó sẽ chuyển sang online để các bạn cứ tìm. Và trong đó thì nó chứa, còn chứa một cái số cái trình và cái phần mềm nữa, ví dụ WinRAR hay là 7zip hay là trình đọc PDF, file PDF ấy. Cho các bạn thì các bạn muốn tải hoặc là các tiện ích phù hợp với cái máy tính của các bạn đời mới đời cũ. Tuy nhiên cái ba driver pack solution ấy thì nó rất là nặng, nhưng mà ưu điểm là cực kỳ đầy đủ. Đó, và mọi Windows từ Pi đến Windows 64 biết hiện nay, và nó không ngừng được update. Đó, và nó có dung lượng là mình nhớ không nhầm khoảng 16-17 GB đấy. Hơi nặng, nhưng mà dân mà cài máy tính thì bắt buộc phải có cái này. Bởi vì là không phải đến nhà nào nó cũng có mạng, đúng không? Nhà có, nhà không, mà không có mạng thì không thể dùng được cái cách kia rồi. Thì mình dùng cách này, vừa nhanh, vừa tiền, này không cần mạng. Rồi, đấy, mình cung cấp hai cái link tải về, cái này mình đều có cả. Hoặc là các bạn có thể tải riêng cho nó nhẹ thì OnDriver phiên bản mới nhất này, đây đây này, 32 bit này của Windows 10 đấy. Đây, và Windows 64 bit tại đây, Windows 10 64 bit tại đây. Thì tải cho nó nhẹ, lưu lượng bằng một nửa so với 32 hoặc 64 bit kết hợp đó. Đấy, cái này là hai bản riêng. Đó, và bây giờ thì mình hướng dẫn các bạn cài đặt bằng hai cái bộ này luôn. Đấy, để các bạn tiền trong cái công việc cài driver cho máy tính, chứ mình không hướng dẫn lại bỏ sót. Rồi các bạn lại bảo là hướng dẫn không đầy đủ, mình bắt buộc mình phải hướng dẫn từng cái một, on driver và driver pack. Đấy, thì mình cũng hướng dẫn hết rồi, và mời các bạn tiếp tục theo dõi.
Vậy là chúng ta đã đi xong bài 12 và mình tin rằng sau cái bài này thì các bạn sẽ cài đầy đủ được driver cho máy tính một cách chuẩn nhất đấy, và tối ưu nhất và đầy đủ nhất để cho máy tính nó hoạt động trơn tru mượt đấy và lại thật ổn định đấy. Thì rất mong được sự ủng hộ của các bạn. Các bạn xem hãy đăng ký để theo dõi những cái bài tiếp theo. Trong cái tiếp theo, cái bài 13, mình sẽ làm cái bài là những việc không thể không làm sau khi cài Windows. Rồi ví dụ như tối ưu nó này, rồi tối ưu hệ thống này, rồi tinh chỉnh này, làm sao mà máy tối ưu nhất, tóm lại là thế, mượt, rồi nhanh và lúc nào cũng ổn định như mới. Chứ không nhiều máy các bạn chạy một thời gian là nó cứ đi như kiểu rùa ấy. Đó. Ok. Và một lần nữa xin chân thành cảm ơn. Chúc các bạn mạnh khỏe, thành đạt, phát tài và hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại.